Trong chương trình đọc truyện tình báo ngày hôm nay, mời các bạn đến với tiểu thuyết tình báo Khúc quân hành lặng lẽ mời các bạn cùng đón nghe. Phần 1. Trong phòng võ thuật của câu lạc bộ sĩ quan sáng hôm ấy trên những điện tập mấy đôi võ sĩ judo áo rộng thùng thình đang luyện đấu trên một đệm koyama và lê minh hai thanh niên trẻ khỏe một nhật bản một việt nam mồ hôi đẫm chán đôi mắt chăm chú và kiên quyết lê minh chậm chạp tiến đến đối thủ koyama thận trọng chờ đợi lê minh ra miếng hơi khom người trong thế thủ lê minh tiến sát thêm bất thần anh vung tay quay hẳn người đi để dùng sức của toàn thân quật ngã koyama Koyama đứng lên, nhún vai sốc lại áo, mỉm cười tươi tắn, nhìn Lê Minh. Cậu tiến triển nhiều rồi đấy. Cậu đã hạ thầy học ba ván. Cảm ơn Trung úy đã khuyến khích. Không phải mình khuyến khích đâu. Cậu đã hạ mình, thật sự. Nghỉ thôi, Trung úy, mệt rồi đấy. Hai người kéo nhau vào phòng tắm. Một võ sĩ gườm gườm nhìn theo họ lắc đầu. Mình không hiểu nổi thằng Koyama. Nó đối xử với thằng thông ngôn quá ư xuống xã. Tệ xác bọn hiến binh chúng nó Dù sao cũng cần phải có một khoảng cách chứ nương trên vòi sen Xối rào rào xuống người Koyama và Lê Minh Họ khoan khoái tận hưởng Cái vuốt ve của dòng nước mát rượi Trên thân thể nóng bừng Sau buổi tập Cậu có thân hình của một võ sĩ quyền Anh Nhiều hơn là một võ sĩ judo Koyama nghiêng đầu ngắm bạn Tôi chưa hề biết quyền Anh Vật Việt Nam thì có Tôi có biết nhưng chỉ võ vẽ vài miếng mình đã xem vật Việt Nam Thú thực mình không thú Về thẩm mỹ nó không đẹp Nhịp nó quá chậm Đừng giận Nhưng trung ý nhầm đấy Trước hết vật chẳng cần đến cái đẹp của múa Nó không được dùng cốt để trình diễn Nó không phô trương Hay là nếu judo quan tâm Đến thế đánh của đối phương Để đáp lại ngay tức khắc Để phá giải Thì vật Việt Nam yêu cầu trước hết Phải nghiên cứu toàn bộ đối phương Tìm ra chỗ yếu nhất Sơ hở cơ bản nhất rồi sau đó mới sử dụng miếng tối ưu miếng sở trường trong tình thế có lợi nhất để trong nháy mắt quật ngã đối phương trên sới ở đoạn này nhịp của nó nhanh lắm cậu có lý có thể cậu đã sử dụng lý thuyết đó để quật ngã mình trong mấy ván bài vừa qua chăng tôi không chủ bụng nghĩa là có cái sẵn ở trong máu nó đã trở thành vô thức có thể hiểu là như vậy mai mình sẽ gặp lại mấy thế vừa rồi mình sẽ trả thù rất hân hạnh được ngành tiếp. Họ thân mật vỗ vai nhau, những cái vỗ nặng tay của con nhà võ, rồi vội vã lau mình, vội vã mặc quần áo, lao nhanh xuống cầu thang, chỉ đến cửa ra vào, họ mới lấy lại được bước đi chậm và nghiêm trang. Người lính gác chào Koyama, với Lê Minh, hắn làm ra vẻ không trông thấy. Muốn hay không muốn, Lê Minh chỉ là một viên chức bản xứ, còn hắn là lính của quân đội chiếm đóng của quân đội Nhật Bản lừng danh và hùng mạnh. Koyama đang đạp xe chậm chậm qua các phố thì nghe tiếng gọi giật. Anh hãm lại nhìn quanh. Từ bên kia đường, một sĩ quan lao sang. Nobito! Koyama reo lên. Cậu đến đây bao giờ vậy? Trước mặt anh là một sĩ quan cùng lứa tuổi, nhưng thấp bé hơn, đỏm dáng. Anh ta có đôi mắt nhỏ, cái nhìn lạnh tránh và giọng nói cố tình làm ra sôi nổi, phấn khởi và có phần ngạo nghễ. Hôm qua mình có mang thư của bà cụ cho cậu. Đừng lo, bà cụ vẫn khỏe. Đúng là hiện nay nhiều khó khăn, nhưng chúng ta sẽ xoay chuyển tình thế. Thiên Hoàng, người sẽ dẫn chúng ta mau đi tới chiến thắng. Koyama nhận phong thư của Nobito, trao cho và đút vào túi ngực. Cậu như từ trong hộp bước ra vậy, bảnh quá, đại úy rồi ư. Chứ sao, mình chán ngấy mùi các bàn giấy của bộ tổng tham mưu. Thế là mình nặng nặc đòi đi Họ nghiên cứu, họ thẩm xét Rồi cho sang Đông Dương Cốn nạn, ở cái xứ chết tiệt này Thì làm gì có chiến tranh Bọn Pháp nghe lính ta hồ sùng phòng Đã bậy ra quần Người ta kể như vậy, đúng không? Đúng, nếu cậu thích mùi thuốc súng Thì hiện nay ở đây không có đâu Hiện nay thôi Chứ còn sau này Thì có trời mới biết nó sẽ ra sao Chào nhá Và cảm ơn cậu Chúng ta sẽ gặp nhau sau với số tuổi ngoài 50, chúng ta hiến binh Nogami có vẻ một ông già về hưu hơn là một sĩ quan của tứ binh chủng được người ta kính nệ vừa căm ghét. Sáng sớm hôm nay, ông đứng mài gươm trong vườn, mặt bất động, đôi mắt chăm chú mà không nhìn. Ông nhẹ nhàng và thận trọng đưa lưỡi kiếm đi lại trên máy mài. Trên mặt ông, phẳng phất một nỗi buồn giấu kín, lau cẩn thận cho thật khô lưỡi gươm đã bén, bôi cho nó một chút dầu và cha vào vỏ. Nogami bước nặng nề vào trong nhà, qua các phòng bài trí đơn sơ và lạnh lẽo, nơi ông vừa ở vừa làm việc, vào phòng ngủ thay quần áo. Ngay ở trong phòng này cũng không có lấy một vật xa hoa, một bàn con, một giường, một đi văng, và trên tường bên một tấm gương lớn là tranh vườn đào ra hoa ở trên núi Phú Sĩ. Đội mũ tuyết trên bức tường đối diện là một võ sĩ già từ những thế kỷ xa xưa đứng trầm mặc, tay đặt lên độc kiếm. Nhưng khi đã ở phòng làm việc, Nogami lại là một người khác hẳn với bộ quân phục cho ông vẻ nghiêm khắc, thậm chí dữ tợn. Đôi ủng của ông làm cho bước đi của ông trở thành mạnh mẽ, dứt khoát. Mời trung úy cho tôi. Ông ra lệnh bằng một giọng trầm và nhẹ. Xin tuân lệnh thưa trung tá tên lính hầu đập gót đứng nghiêm và đi nhanh ra khỏi phòng. Trong khi chờ đợi, Nogami đi lại ở trong phòng mặt đăm chiêu. Thì chúng ta, trung úy Koyama có mặt. Nogami quay về bàn làm việc, lật dở những giấy tờ trên bàn. Ngồi xuống. Hôm nay chúng ta nhiều việc đây. Một ngày nóng, theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Ông rút khăn tay, lau những ngọt mồ hôi ở trên trán. Mới sáng ra mà đã ai bức quá thể Cháu đã biết tin đoàn xe của Amasaki chưa? Dạ sao ạ? Bị bọn Mỹ đánh bom tối qua, không một chiếc nào trở về. Theo lệnh của Trung tướng tư lệnh mặt trận, Amasaki sẽ phải tự xử. Trời, Koyama kêu lên khẻ khẽ. Là rất đau lòng, Amasaki đã cùng đi với Bắc từ Trung Quốc tới Miến Điện, Tân Gia Ba và sau hết tới đây. Cuộc chiến tranh này đã lấy đi của dân tộc chúng ta, biết bao nhiêu người. Cả ở đây, cái mặt trận có vẻ yên tĩnh này. Chúng ta phụng sự thiên hoàng và tổ quốc Nhật Bản. Bác đau lòng cháu ạ. À. Nogami không để ý tới câu nói của Koyama. Ông như nói một mình, mà sự có mặt của koami chỉ cần thiết để cho nó giống một cuộc đối thoại. Về chiến thuật, thời kỳ chân châu cảng, chúng ta uyển chuyển bao nhiêu, thì nay chúng ta lại cứng nhắc bấy nhiêu. Ở Trung Đông để tránh tổn thất cho các đoàn quân xa, tướng Bớt Ly đã cho xe đi ban ngày từ hai năm nay rồi thế mà ở đây. Người ta cứ nhai đi nhai lại. Các đoàn quân xa chỉ được khởi hành khi trời tối. Khi máy bay địch đã phát hiện đoàn xe thì đêm bịt mắt các lái xe của chúng ta lại và tính cơ động của xe sẽ không còn nữa. Thưa bác, Nogami khoát tay ngắt lời. Ông nặng nề đứng lên châm một điếu thuốc lá Ông bắt đầu đi lại Đầu cúi Dường như quên hẳn Koyama băng không giấu cháu những ý nghĩ của mình Cháu là người duy nhất Để bác có thể tâm sự Tình hình này thật tồi tệ Quân đội Nga đã dồn người Đức về tới Berlin Sau khi mở mặt trận thứ hai Quân đồng minh đang tiến nhanh Về phía tây sông Enper Nước Đức sẽ đầu hàng trong một sớm một chiều Bên này Chúng ta cũng bị mất hết cứ điểm này Đến cứ điểm khác máy bay đồng minh ra vào bầu trời Nhật Bản như đi qua cửa ngõ. Thế mà ở đây các tướng lĩnh vẫn nhai nhải hàng ngày về quân luật. Tuồng như cô gái khoe mình biết giữ trinh. Cháu nói đến thiên hoàng, nhưng liệu người có biết rõ những việc đang xảy ra? Liệu người có biết đến cái chết vô ích của viên đại úy trung thành Amasaki không? Thưa bác, thiên hoàng là mặt trời của chúng ta, nhiều đêm bác không ngủ những ý nghĩ không lối thoát giày bỏ bác cả những ý nghĩ phạm thượng bác mất lòng tin đối với cả thiên hoàng chúng ta là những người lính nghĩa là chúng ta bị tước bỏ quyền suy nghĩ sao cháu ạ à, trước đây bác thường nghĩ rằng bác là một cái đinh ốc trong bộ máy làm thành sự tồn tại của nước nhật nhưng bây giờ cái đinh ốc ấy bắt đầu suy nghĩ về số phận của mình nó tự hỏi nó có thể cự mãi là cái tinh ốc vô tri không khi thượng đế đã cho nó bộ óc nogama ngừng lại một lúc lâu trước bức chân dung lớn của thiên hoàng trên tường sau bản giấy ông im lặng ngắm nghía như muốn đọc được ý nghĩ trên mặt người trong tranh như lần đầu ông thấy bức chân dung này bây giờ cháu nghe đây ông quay lại và tiến đến trước koyama chúng ta hãy trở về với công việc của những cái đinh ốc dù cho nó vô ích Trung tướng tư lệnh trao cho ta một phần nhiệm vụ tìm ra và bóc chết nhóm tình báo đã đánh cắp tin tức tuyệt mật về các cuộc hành quân và các chuyến đi của các đoàn quân xa trở đạn dược. Cháu hãy giúp bác thảo một kế hoạch và tự tay làm một phần việc lớn để giúp bác. Koyama đứng bật dậy trong tư thế nghiêm khi nghe Nogami chuyển sang chuyện công việc bằng một giọng đanh lại nghiêm khắc. Hãy điều tra trước hết trong số sĩ quan được biết những công việc này. Nếu thấy cần thiết, hãy liên lạc với đại úy Nobito, đại diện phân cục phản gián. Ông ta mới đến đây. Cháu biết Nobito rồi chứ? Ông ta nói có quen cháu. Dạ, Nobito ở cùng phố với cháu. Trước đây chúng cháu cùng học một trường, nhưng khác lớp. Hãy cẩn thận trong khi giao dịch với ông ta. Đó là một kẻ cuồng tín. Những kẻ cuồng tín thường mắc bệnh cố chấp. Một ý nghĩ rơi vào óc kẻ cuồng tín lập tức mọc rễ ngay ở đó và có có thể đánh bật nó ra trung úy koyama đã bắt tay vào việc chúc thành công trong phòng làm việc của trung úy koyama lê minh đang cặm cụi đánh máy trời nóng quạt trần quay vù vù koyama bước vào anh đến bàn làm việc ngồi phịch xuống ghế mặt nhắm lại rồi cởi mấy cúc áo cho thoáng koyama lục lọi trong các ngăn kéo lấy ra một cặp hồ sơ để trước mặt lật dở những trang giấy trong đó thỉnh thoảng lại cau mặt suy nghĩ rõ ràng trung tá đã giao cho anh một công việc nặng nhọc mà anh không có quyền từ chối bắt đầu từ cái gì đây để quên đi cái công việc sẽ làm cho anh mất nhiều thời gian và tâm lực koyama quay về với những việc sự vụ còn lại cậu dịch cho mình mấy bản này anh đưa cho lời mình mấy tờ giấy chi chít chữ còn đây là bản thông cáo về việc nghiêm cấm dân chúng đọc và tán phát truyền đơn của Việt Minh. Cậu đưa tới nhà in tiếng dân, bảo họ in trong hai ngày với số lượng một nghìn bạn. Còn việc gì nữa không? Trung úy mệt lắm à? Lê Minh ái ngại, nhìn nét mặt trong phút chốc đã trở thành phờ phạc của Koyama. Kể từ hôm nay, mình sẽ rất bận. Nếu tôi có thể làm giúp việc gì đó, xin Trung úy đừng ngại, tôi sẽ làm. Những việc mà Trung úy có thể ủy thác, hay quá Thế này Cậu giúp mình đến bệnh viện giã chiến Tìm thiếu úy Asako Anh ta đang ở đấy Để ghi lời khai của mấy thương binh Còn sống sót sau trận không tập Của máy bay Mỹ Vào đoàn quân xa của đại úy Amasaki Báo anh ta đưa ngay Những bản cài đó về cho mình Thiệt hại có nặng lắm không trung úy 20 xe 80 tấn súng đạn Và một trung đội áp tải Nặng đấy Còn phải nói cần phải tìm ra một cái gì đó, nó là nguyên nhân của những cuộc đánh bom chính xác đến tuyệt diệu của bọn Mỹ. Lần này là lần thứ ba trong một tháng. Tên lính hầu của trung úy Nogami đứng nghiêm ở cửa. Chúng tá ra lệnh cho trung úy chuẩn bị đi cùng với ngài tới chứng kiến nghi lễ tự sự của đại úy Amasaki. Tôi đã sẵn sàng. Tên lính hầu quay ra. Chúng tá đau lòng lắm đấy, Lê Minh ạ. À, ông trước đây là cấp trên trực tiếp của Amasaki. Cậu đã nghe nói về Harakiri. Đối với người ngoài cuộc, đây là một nghi lễ nặng nề mà không một ai muốn dự. Koyama thở dài, lấy lại dáng điệu trang nghiêm và bộ mặt lạnh lùng đi ra. Từ cửa sổ vòng làm việc, Lê Minh nhìn xuống đường, anh thấy trung tá Nogami đi trước. Theo sau là Koyami và cuối cùng là tên lính hầu Họ đi những bước chậm chạp và trang trọng xuống những bậc thềm qua hè và lên xe. Chiếc xe hòm màu đen từ từ lăn bánh. Tên lính gác Nhật Bản xem rất kỹ giấy tờ của Lê Minh rồi mới cho anh vào trong quân y viện dã chiến. Lê Minh đi qua những phòng bệnh chật ních thương binh, hỏi thăm mãi mới đến được tầng gác có thương binh mà anh cần tìm. Một sĩ quan hiến binh trẻ tuổi đang ngồi bên đầu giường của một thương binh nặng bằng bó đầy người. Lê Minh đến bên anh ta. Thiếu úy Asako. À, anh Lê, Lê Minh. Trung úy Koyama bảo anh đến. Vâng, trung úy dặn tôi đến lấy ngay những bản khai về vụ đoàn quân xa của đại úy Amasaki bị bom về cho trung úy. Anh có thể chờ một chút, tôi sắp xong rồi đây. Các vị ngồi bàn giấy bao giờ cũng thế, họ lúc nào cũng sẵn sàng rục rã nhanh lên, hỏa tốc và thượng khẩn. Không ai tèm hiểu rằng từ nửa đêm tới giờ tôi phải túc trực ở đây Anh ta trồn mũi lại Tỏ vẻ ghê tẩm Tất cả các cái gộp lại thành mùi bệnh viện Này hạ sĩ Anh thử cố nhớ lại Máy bay địch đến là đánh bom ngay Không lượn vòng nào Asako ghé sát vào mặt người bị thương Người lính dên gì Dường như anh ta chẳng thèm để ý tới câu hỏi Của viên tiêu úy Vết thương đang hành hạ anh ta khủng khiếp Máy bay địch không lượn vòng nào Chúng bổ nhào từ trên cao xuống và đánh ngay. Asako kiên nhẫn nhắc lại. Tuy nhiên, giọng anh ta đã có phần nóng này. Anh cố nhớ lại xem. Người lính đột nhiên mở mắt to, quai hàm bệnh ra và hai hàm răng nghiến chặt. Ông đến đây để tra tấn tôi đây ư. Anh ta hét lên, sau những gì mà tôi phải chịu đựng. Mẹ kiếp, đây là sự phỉ báng. Ngoài bay chúng nó ở trên trời, còn chúng tôi, chúng tôi ở dưới đất cha mẹ ơi Các người độc ác biết mấy Anh ta đột nhiên khóc tu tu Sao mà đầu óc các người tầm tối vậy Đêm tối Thử nói ai nhìn thấy gì Hai mươi cái máy nổ một lúc Tai nào mà nghe thấy máy bay Chỉ biết chớp lóe trên từng trận Gió ào ào Tôi bị hất khỏi buồng lái Rồi sao Rồi im lặng như tờ Người lính nói khẽ Mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà Tất cả đã chết hết Còn lại một lũ chuột Chuột nào? Hạ sĩ anh mơ à? Không, tôi tỉnh. Người lính quần quại nước nở. Móc phin. Cho tôi một phát móc phin. Còn lại một lũ chuột hậu phương chúng mày. Một lũ rừng mỡ, đầu chảy bóng. Cầm ngay. Hạ sĩ, anh sẽ bị xử bắn vì mất tư cách quần nhân. Dọa à? Hắn nói dọa tôi nữa kìa. Người lính phá lên cười. Tiếng cười đau đớn giận người. Không xử bắn xác chết được đâu. Ông thiếu úy đỏm dáng ơi Cút đi Kèo cái mùi tối tha của chúng tôi Sẽ ám vào người ông đấy Anh lính thờ hồng ngọc Dãy lên mấy cái và ngất xỉu Mấy cô y tá chạy lại Cuốn quýt tiêm hồi sức Một cô không giữ nổi bình tĩnh Sẵn giọng với Asako Nếu người lính này chết Thì ông là người góp phần Làm nên cái chết của anh ta Asako im lặng Ném trà lại cô thư ký Một cái nhìn nóng bỏng Và đứng lên Chúng ta đi thôi Asako mệt mỏi nói với Lê Mình Chỉ có bốn người sống sót và họ đều bị mê sạn Như anh thấy, anh hiểu chứ Bom đã kích nổ tất cả những thùng đạn chờ trên các xe Anh nói với trung úy Koyama là sau một giờ nữa tôi sẽ chép lại sạch sẽ các bản khai và mang đến sở Không thể đưa cho trung úy những bản ghi lem nhem này được Họ xuống thang, dưới sàn bệnh viện, người ta khiêng một cái cắn phủ kín khăn trắng đi về phía nhà xác. Quán cháo của Lão Tấn nổi tiếng một khu ngoại ô của thành phố Cảng, gọi là bán cháo, như ở đây có rượu và đầy đủ thức nhắm. Khách ra vào tấp nập suốt ngày, những người phu khuôn vác lực lưỡng, những người kéo xe khô quắt, những thầy ký nghèo và những người không thể rõ nghề nghiệp nếu căn cứ vào quần áo và hình hài. Lê mình gọi một bát cháo tim gan. Một tim gan. Lão Tấn gọi to và chờ tiếng trả lời trong bếp vọng ra. Lão tiếp tục lau bàn. Xong có nhắm không? Không. Cho nhiều cải cúc nhá. Nhiều cải cúc đi. Lão tấn lại sướng lên. Trời nóng. Lão để trần. Hai vú sẽ xuống như vú đàn bà. Trên đó mồ hôi chảy ròng ròng. Đôi mắt một mí. Húp híp đào qua đào lại. Khi cười, miệng lão không mở ra. Cũng chẳng động đậy. Chỉ nghe tiếng hi hí. Như thể có một người nào đó đứng bên cạnh lão mà cười thay cho lão hầu sáng bưng bát ra lão tấn với cái tỉa trên quầy tiện tay lấy khăn lau cho khô và bỏ bát cháo cho lên mình mặt anh nhăn lại vì gớm này lão tấn lão không còn cái khăn nào khác à anh hỏi bằng giọng khó chịu không giấu giếm tuy vậy anh vẫn cố gắng nuốt bát cháo nghi ngút khói của lão ồ cố chứ cố chứ cố còn có nhiều cố nhiều nhiều Lão cửa hí hí Đôi mắt nheo nheo nhìn Lê Minh Khăn sạch đấy mà Cái này sạch, cái kia cũng sạch mà Không cần cái khăn Cần cái cháo, cái cháo Hảo hảo Cái cháo của lão, dô tỏ nai Mấy khách hàng đang nhắm rượu Góp chuyện, cười toác miệng Cái khăn cũng dô tô nai Không đúng, không đúng Cái cháo dô tô nhiều mà Lão nói, giơ một ngón tay cái lên Với vẻ mặt đầy tự mãn này lão tấn người ta bảo lão có một gấu bán có không có chứ có ai bảo ông mà ông biết đặt đấy dám mua chứ sao lại không cho xem nhá được mà muốn mua thì xem vào đây vào đây lê minh bỏ rửa bát cháo và đứng lên lão tấn vội vã mời anh cái này cái này đây trong uống ngoài xoa hiệu nghiệm lắm lão lôi tuột lê minh vào nhà trong như mọi nhà hoa kiều nhà lão sâu thẳm anh theo lão đi qua bếp quán ồn ào qua nhiều ngăn ở nhiều ngách rồi mới đến chỗ lão tiếp khách một căn phòng ám khói tối um trong đó đồ đạc chiếm gần hết diện tích trên một cái sập có quắp một thân hình gầy nhom bên cạnh bàn đèn thuốc phiện đi sang bên kia có khách ngồi xuống đây ngồi xuống thằng con cả tôi đấy đi ra để tao tiếp khách thân hình còm nhom lộp ngộp bỏ lên và lặng lẽ ra đi. Báo cáo ti, tôi nghe đây. Tổng số thiệt hại của chúng là 20 xe, chờ 80 tấn súng và đạn, một trung đội lính áp tải, kể cả lái xe sống sót bốn. Có tin gì báo nữa không? Không, tiền thưởng đây. Lão cúi xuống cùa quạng dưới gầm giường, rồi moi ra một cái túi, móc mấy tập tiền, trong đó đặt xuống trước mặt Lê Minh. Anh lặng lặng Nhìn không cầm Chê ít à? Không phải ít đâu, cầm lấy Không phải tôi chê ít Tôi không ngu để đổi sinh mạng mình lấy tiền Nếu đổi thì phải có giá Tất nhiên không phải là giá rẻ Thế ông cần gì? Tôi cần ông hiểu rằng tôi không phải cái đi bán tin Ông... Ông là Việt Minh Lê mình lắc đầu Tôi căm thù bọn giặc lùn Vì sao thì ông không cần biết Ông lấy thêm tiền nhé Chê ít phải không? thì tôi cầm. Lão Tấn lấy trong túi ra mấy tập nữa. Lê Minh hở hững cầm lấy, nhét vào túi quần và túi áo. Tôi đi đây. Đừng vội, uống trà đã. Một cô gái xinh đẹp hiện ra trong khung cửa, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, hơi sách với đôi mắt dài. Đôi môi hé mở và hàm răng đều đặn. Cô nhìn Lê Minh hơi mỉm cười và nghiêng đầu chào anh. Đây là Tiểu Mai. Tiểu Mai, Cô gái chữa lại một lần nữa Cô mỉm cười Nhận mặt nhau đi Từ nay ông liên lạc với Tiểu Mai Tiểu Mai sẽ giúp đỡ Cần gì báo Tiểu Mai Tôi sẽ tìm cô ở đâu Trong này có địa chỉ của em Cô gái nói và đến gần Đưa cho Lê Minh một bao diêm Nếu anh không gặp em ở nhà Thì để lại một bao diêm loại này Có ghi ngày giờ hẹn Thành một con số Ngày ghi trước, giờ ghi sau Giờ ghi theo thứ tự 24 Tôi nhớ rồi, chào cô Lê Minh bỏ bao xiêm vào túi Lách qua người cô gái ra ngoài Lão Tấn theo sau Cái này cho vào rượu Đánh ra cho tan rồi uống Uống một ít, xoa một ít Không hiệu quả, đem lại tôi trả tiền Lão Tấn nhìn theo Lê Minh Nhếch mép cười, lầu bầu Tích tiền bỏ mẹ Lại còn làm bộ Những sắp giấy bạc của Lão Tấn Để ở trên bàn Hai người ngồi đối diện lê minh và trần phong lê minh cởi phanh áo quạt lấy quạt để cuối cùng lão sạn tôi từ nay liên lạc với tiểu mai ai tiểu mai một cô gái hoa kiều sinh không sinh lê minh gật đầu và đỏ mặt đây là địa chỉ của cô ta anh để bao diêm lên bàn trần phong đọc địa chỉ ở trên lưng bao diêm rồi tủm tỉm cười anh cười gì đã có vẻ chuyện trình thám rồi đó mình ạ à phong đổi giọng ngân nga tinh nghịch đúng vào lúc kịch tính bắt đầu dồn dập chàng lập được một số chiến công chiếm được lòng tin của tổ chức tình báo do một thiếu tá tình báo đặc vụ trá hình dưới lốt một lão chủ quán thì đùng một cái nàng xuất hiện nàng là ai lãnh là trách nhiệm gì theo dõi kiểm tra hay làm người giúp đỡ nàng sẽ đóng vai trò gì trong đoạn tiếp theo cả một đống câu hỏi chàng e ngại chàng cảnh giác nhưng rồi nàng đến đúng vào lúc chàng sơ hở, suýt bị lộ nhưng không rút súng ra mà lại ngả người vào lòng chàng. Thôi đi anh Phong, lấy mình xấu hổ đến lúng túng. Anh cho biết đi, sắp tới tôi phải làm gì? Cho tôi địa chỉ cụ thể. Tiếp tục làm như cậu đã làm, cứ thế đã. Được rồi. Nắm chặt lão tấn và cô Tiểu Mai, Trần Phong lại mỉm cười chắc chắn họ có liên lạc với một tổ chức tình báo của mỹ chúng ta sẽ cung cấp cho đồng minh những tin tức để họ choảng bọn nhật càng choảng mạnh càng tốt còn nếu họ đưa tiền cho cậu thì cứ cầm chúng ta cũng cần tiền nhưng có điều cậu nhớ kỹ tuyệt đối không được để lộ cho họ biết cậu là người của ta đó là chỉ thị của đoàn thể chứ không phải là ý kiến của tôi đâu để làm gì thì chuyện đó cậu hiểu sau cũng kể từ nay Cậu đừng lại đây nữa Tôi sẽ liên lạc với cậu qua người khác Tại sao lại nhiều khê thế Phải đề phòng bọn Nhật Theo dõi cậu Và cả cái tổ chức tình báo Có lẽ của người Mỹ kia nữa Chỉ cần địa điểm này bị lộ Do những hoạt động khác Chúng sẽ lập tức biết cậu là ai Cậu sẽ làm việc một mình Nhưng cậu sẽ không cô độc Họ chia tay Lê Minh cúi lom khom chui xuống cầu thang qua lỗ hổng nhỏ bé dẫn lên căn gác xếp chật hẹp và nóng bức nơi trú thân của tiểu tổ trưởng Trần Phong. Ba đại đông Á tràn ngập ánh sáng và âm thanh. Đây là nơi tụ hội, nơi giải sầu cho các sĩ quan Nhật Bản và những phú thương theo chân họ. Căng với các ba kiểu châu Âu thời Pháp thuộc, bà này trang trí đặc Nhật Bản, tranh lụa màng trúc, lọ hoa trên mỗi bàn và các cô gái hầu mặc kimono. Koyama ngồi trong một góc quất Ngồi bên anh là một cô gái nhảy người Việt Đẹp kiều diễm Nhưng có nét mặt buồn Vân uống gì? Koyama dịu dàng hỏi cô Vân lắc đầu Một chai limo đi Anh bảo người hầu bàn Phải cùng uống với anh một chút gì chứ Mà phải là rượu kia Người hầu bàn rót một ly vào cốc trước mặt Vân Vân hở hững cầm cốc Nhấp từng ngụm nhỏ Vân ạ Koyama đặt tay lên bàn tay cô và nắm lấy. Em trông như một công nương Nhật Bản. Nếu em vận kimono thì còn giống hơn nữa. Nhưng em không bầu bĩnh như con gái Nhật. Em thành tú hơn. Dường như em khôn ngoan hơn. Phải rồi, em giống một bức tranh vẽ người con gái mà những họa sĩ mơ ước mình là tác giả. Em đẹp như nghệ thuật. Vẫn biết không, có một họa sĩ vĩ đại của Trung Quốc tên là Tề Tê Bạch Thạch. Ông ta nói, nghệ thuật là vừa giống lại vừa không giống. Giống quá là mị đời, còn không giống là dối đời. Đừng tấu nữa, em xin. Vân nói khẽ, cái nhìn van vị. Em sẽ biết anh nói gì khi em nhìn vào mắt anh. Bây giờ em muốn nghe nhạc. dàn nhạc dịu dàng chơi bản tango thời thượng đêm Trung Hoa. Koyama tự rót rượu đầy ly cho mình và uống cạn. Anh sẽ cạn cả chai này để chúc em hạnh phúc hạnh phúc thế nào hạnh phúc nói chung chúc em đạt được những gì em mong muốn vân này hãy nhìn anh hãy đoán xem anh muốn nói gì với em có phải cái nhìn của anh muốn nói anh yêu em không phải vân chậm rãi lắc đầu đôi mắt của anh đang hỏi đây là đâu tại sao ta lại ở đây chứ không phải ở nhà mình ta ở đây làm gì khi ta thèm khát được ở bên những người thân quỷ quái làm sao em đoán được những ý nghĩ của anh một cách hoàn toàn đúng em là một nàng tiên hay là một mụ phù thủy em không phải cả hai em là một đứa con gái bình thường anh có đôi mắt biết nói nhìn vào mắt anh ai cũng có thể biết được rằng lòng anh đang đau đớn về những gì thì em không biết nhưng anh đang đau khi trong lòng đau đớn người ta thường nhớ đến những người thân có thể anh nhớ đến người con gái mà anh yêu người đó không có người đó có ở đây bên cạnh anh Em không thích đùa bỡn Khi nói đến một cái gì đó thiêng liêng Kìa anh Lê Minh Cô vẫy tay Lê Minh len qua các bàn Đến chỗ họ Tôi không làm phiền các bạn chứ Hoàn toàn không Mình đang nghĩ đến cậu Uống gì nào Sake nhá Thậm chí mình còn mong cậu đến đây nữa là khác Hôm nay mình cảm thấy thật cô đơn Và buồn hết sức Cậu biết không Vân là một nàng tiên thùng thái Cô ta nhìn vào mắt mình và đọc ra vanh vách những gì mình đang nghĩ. Vậy thì Vân cũng đoán đi, tôi đang nghĩ gì nào? Tay đỡ cầm, mắt mở to tư lự. Vân giật mình khi nghe câu hỏi của Lê Minh vang lên bên tai cô. Anh không nghĩ đến ai hết. Anh đang đi trên con đường dẫn tới chỗ mà chỉ một mình anh biết trong ba người ngồi đây. Lê Minh rút khăn tay lau mồ hôi, nhìn xung quanh. Trong này nóng ghê, vân đoán không đúng rồi tôi đang nghĩ đến người yêu không phải Kỳ yêu người ta phải có đôi mắt say này còn mắt anh thì tỉnh táo mình vừa nhận được thư của mẹ koyama nói với lời mình mẹ mình hỏi thăm cậu và chúc mọi sự tốt lành sao cũng biết tôi à trong thư gửi về nhà mình có nói đến cậu mẹ con mình có thói quen kể cho nhau nghe mọi chuyện qua thư từ kể cả những chuyện vặn vãnh nhất mà cậu thì không phải là chuyện vặt vãnh. cảm ơn trung úy. đây mẹ mình đây. koyama rút trong túi lấy tấm ảnh. vân trông bà cụ có hiền không? cụ có bằng lòng lắm nếu vân không từ chối làm dâu cụ. đã bảo anh đừng có tán mà em không thích. thôi anh sẽ không tán nữa. bây giờ chúng ta nhảy với nhau một bài. vân gật đầu. koyama đứng lên lịch sự đưa tay cho vân. giàn nhạc đang chơi một điệu tango. Koyama nhảy với Vân Nhưng tối nay dường như anh không nghe thấy nhạc Không cảm thấy cô gái bên mình Vân ngạc nhiên quan sát Koyama Đôi mắt cô lộ rõ vẻ ái ngại cho anh Dường như cô tới thương xót anh Họ về chỗ khi các nhạc công ngừng đàn Để chuyển sang bài khác Người ta tiếp tục nhảy Koyama thẫn thờ ngồi xuống Tự rót rượu, tự uống cạn Không nhớ đến cả việc mời Lê Minh Vân vút phe tay Koyama anh khẽ gật đầu Cảm ơn cô bằng cái nhìn trìu mến Trung ý buồn lắm ư Lê Minh hỏi khẽ Cô Emma gật đầu Hơn thế nữa Xoay ly rượu trong tay Mà nhìn chằm chằm vào đó Cô Emma nói Mình sẽ phát điên Cậu biết không Amasaki là một người thật dũng cảm Ông bình thản nhận cái chết Nhưng đôi mắt ông Đôi mắt lại nói lên Một nỗi tuyệt vọng vô bờ bến Một nỗi đau đớn tinh thần vượt sức chịu đựng của con người. Amasaki là ai? Vân hỏi. Một người thuộc dòng võ sĩ đạo. Ông ta tự mổ bụng mình để chịu tội trước thiên hoàng. Nhưng ông ta có lỗi gì? Lê Minh, chỉ chiến tranh là có lỗi. Cái chết của ông ta đem lại cho mình những ý nghĩ khủng khiếp. Tưởng chừng cùng với cái chết của ông, dòng võ sĩ đạo tuyệt diệt. Chúng ta đã giúp bạn kết thúc cơn hấp hối bằng một nhát gươm thật ngọt. Đầu Amasaki lăn sang một bên nhưng đôi mắt vẫn mở đôi mắt hỏi ô hay sao lại thế này cậu cho đó là một câu hỏi bình thường ư không nó chứa đựng muôn vàn câu hỏi khác tay run run koyama rót ly rượu rồi một ly nữa anh uống như người khác như muốn dùng rượu dập tắt lửa ở trong mình đừng uống nữa anh vân thì thầm mặc anh chúng ta đang sống trong một thế giới gồm những cá thể đơn độc không ai nghĩ đến ai Không ai chịu trách nhiệm về ai Không đúng như thế đâu Lê Minh nói Trung úy sai rồi đấy Thì đã sao Mình cũng có quyền tìm quyền lãng chứ Cho bản thân mà Koyama lại lấy ảnh gia đình ra Đôi mắt anh dịu đi Kỷ niệm về phút anh Đây là ai thế anh Vân hỏi Cầm lấy tấm ảnh Chú út Một nghệ sĩ dương cầm tài năng Một năm nữa Chú ấy mới đủ tuổi cầm súng Lúc ấy chú ấy sẽ tham dự Cuộc đại hòa tấu Một thứ nhạc khác Tăng tăng Cô mỉm cười Tiếng cười giống như tiếng nấc Còn đây là hai cái quan tài bé nhỏ Đựng cho xương của người chết hỏa táng Hai người anh của anh Trên này sẽ có cái thứ ba là của anh Anh đừng nói vậy Em không muốn nghe Hôm nay mình mới biết mẹ mình nói Khẩu phân bị giảm xuống tới mức Chỉ còn một phần ba mình ở đây thì no đủ có rượu hai sự thật cộng lại thành một sự khó hiểu trong ba bùng nổ những chàng vỗ tay ba người hướng về phía trong ba nơi khách khứa đang hướng tới vỗ tay như một sân khấu trên bục chỗ nhạc công gần quầy rượu mấy diễn viên của một đoàn kịch bắt đầu biểu diễn những cái mặt nạ đi lại tiếng đàn trầm trầm tiếng hát của một nữ diễn viên rền rĩ vâng ạ Người Nhật thích những biểu tượng Có lẽ vì thế Có thứ kịch gồm những diễn viên đeo mặt nạ này Em thấy không Những cái mặt nạ Nhưng đằng sau chúng là những khuôn mặt thật sao Không cũng là những mặt nạ nốt Anh bắt đầu lè nhè rồi đấy Thôi anh không được uống nữa Em cấm anh ư Em có quyền gì Em nhân danh cái gì để cấm anh Tình thương hay tình yêu Coi chừng Ngày chúng ta sẽ của trách đấy kệ chúng ta Những cái mặt nạ đi lại Đôi lúc chúng đến rất gần bàn tay của ba người Chúng ta ấy mà Lê Minh ạ à, Ông ta cũng có một cái mặt nạ Mình cũng có một cái Cậu nữa Cậu cũng có một cái Mặt Lê Minh hơi biến sắc Mình muốn biết đằng sau cái mặt nạ của cậu Có bộ mặt thật thế nào Thật đấy Mình muốn biết Chú ý sai rồi Mặt nạ nào Mình ấy mà Mình sẽ biết Hết phần 1. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 2.